Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy cùng quý Phật tử. Hôm nay chúng con có duyên lành được nói chuyện buổi sáng để chia sẻ những lời Phật dạy đến với đại chúng. Lời đầu tiên, con xin cầu chúc trên sư phụ cùng với đại chúng luôn được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, khi bắt đầu tìm hiểu Phật pháp hay là nghiên cứu thực hành theo lời Phật dạy thì ắt hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng nghe qua một lần hoặc rất là nhiều lần những cái quan điểm có vẻ như là trái nghịch nhau nhưng mà cũng rất là có lý. Đơn cử một trong những quan điểm mà con thấy gây rất là nhiều cái sự thắc mắc cũng như là sự bất đồng giữa những huynh đệ hay là những người tìm hiểu Phật pháp hay là thực hành. Có người thì nói rằng tu Phật đó, thì không cần phải đọc kinh, đọc sách hay là học giáo lý nhiều, bởi vì như vậy nó sẽ làm sở trí chướng và làm cho ta cống cao ngã mạn, khinh thường người khác, đi đâu gặp ai cũng tranh luận hơn thua để mà thể hiện bản thân là một người giỏi. Và khi mà học nhiều như vậy á, trong lúc thực hành sẽ bị những cái học đó nó gây trở ngại, làm chúng ta khó thấy được cái sự thật, khó thấy được cái Phật tánh. Nhưng mà cũng có một cái quan điểm nói rằng tu mà không học á, thì biết gì mà tu. Và khi mà chúng ta tu á, có thể gặp một số vấn đề mà nếu như mà không có biết được giáo lý á, hay là không có thầy bạn bên cạnh á, thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta không thể tự mình giải quyết được những cái vướng mắc, những cái trở ngại đó. Và nếu như mình không học thì làm sao mình có thể nói được Phật pháp cho người khác để người ta có thể hiểu và tu theo Phật pháp giống như mình. Thì đó là cái những quan điểm. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem học Phật có thực sự là có lợi hay không, và có thực sự là cần thiết đối với những người mới bắt đầu hay là những người đang trong quá trình tu học Phật pháp. Kính thưa đại chúng, có một câu chuyện đó là có hai thầy trò ở trên một cái đỉnh núi. Thì ngày nào cái người sư phụ cũng lấy sách ra đọc, nó trở thành một cái thói quen luôn, ngày nào cũng đọc sách. Và dù cuốn sách đó có đọc nhiều lần rồi thì người sư phụ nó vẫn cứ đọc. Và cái người đệ tử ở cái bên đó, thấy như vậy thì cũng bắt chước, cũng kiếm sách rồi lấy ra ngồi đọc giống như sư phụ vậy đó. Được vài hôm thì người đệ tử mới tới gặp sư phụ và hỏi: con bạch sư phụ là sao con thấy ngày nào sư phụ cũng đọc sách? Con cũng đọc nhưng mà con không có hiểu gì cả. Và thậm chí có những khi nào mà hiểu được chút ít gì đó mà con đóng sách lại á, hoặc là đọc buổi sáng thì tới buổi chiều con đã quên mất rồi. Thì con thấy cái việc này nó lãng phí quá, nó thật sự là vô ích, nó chỉ mất thời gian thôi chứ không có được cái ích lợi gì. Thì lúc này người sư phụ không có trả lời trực tiếp cái câu hỏi của người đệ tử, mà bảo người đệ tử: thôi bây giờ cái giỏ than con đổ than ra hết đi, con lấy cái giỏ này con chạy xuống núi á, con múc nước để mà đem lên đây. Sư phụ nói như vậy thì người đệ tử phải nghe lời và làm theo. Thì khi mà xuống múc nước rồi gánh lên trên núi, trên cái thất ở trên núi, thì bởi vì là cái giỏ mà chứ không phải là cái xô, cho nên là khi mà cái giỏ được đan bằng che bằng nứa thì nó sẽ có những cái kẽ hở nhỏ. Và như vậy thì trong cái quá trình mà mình đi á, cái nước nó sẽ bị đổ ra hết. Và người đệ tử múc nước từ dưới hồ ở dưới chân núi lên trên đỉnh núi, là lên tới đỉnh núi là coi như là nước nó chảy ra hết rồi. Thì lên gặp sư phụ thì sư phụ thấy không có nước nữa thì mới nói là lần sau con hãy đi nhanh hơn nữa để có thể giữ lại được nước. Thì người đệ tử cũng nghe lời. Và cho dù có nhanh như thế nào thì cũng không thể nào giữ được cái nước ở trong cái giỏ.
Và người đệ tử mới nói là: bạch sư phụ ơi, bây giờ cho con lấy cái xô đi, chứ bây giờ cái giỏ này là không thể nào mà giữ nước được, cho dù con có cố gắng hết sức thì trên cái quá trình đi nó cũng đổ ra hết trơn à. Thì đựng nước bằng cái giỏ thì nó sẽ rất là không có đúng đắn, cũng như là không có lợi ích. Nhưng mà lúc này thì người sư phụ mới nói: làm sao mà không có lợi ích được, con nhìn lại cái giỏ đi. Thì lúc này người đệ tử mới nhìn sang cái giỏ thì mới thấy rằng cái giỏ nó đã khác với cái lúc đầu rất là nhiều. Bởi vì cái giỏ này nó đựng than cho nên nó khá là dơ. Nhưng mà sau một thời gian mà lấy cái giỏ đó để mà múc nước á, thì lúc này á, cái giỏ nó đã trở nên sạch sẽ hơn. Và những cái vết bẩn, những cái vết than ở trong cái giỏ á, nó cũng đã bị phai đi rất là nhiều, và trông giống như là một cái giỏ mới. Thì lúc này người sư phụ mới nói cho người đệ tử một cái bài học. Thì cái việc đọc sách nó cũng như vậy á. Có thể đọc một lần, hai lần á, chúng ta chưa có thay đổi được bản thân mình nhiều đâu, cũng như chưa có một cái sự gì mà mình thấy thay đổi rõ ràng và lợi ích rõ ràng. Tuy nhiên nếu như chúng ta kiên trì trong một thời gian thì việc đọc sách nó sẽ thay đổi cái tâm hồn của mình hồi nào mà mình không biết luôn. Và sau này khi chỉ cần đụng chuyện á, là đụng vào nó sẽ bật ra thôi. Và những cái đó nó sẽ trở thành những cái vốn liếng, những cái mà nó đã nằm sẵn ở trong mình rồi, nó chính là những cái của mình. Và có một cái câu chuyện khác nữa trong Thiền Tông Trung Hoa. Đó là một ngày kia, cái người đệ tử cũng gặp người sư phụ và hỏi là: bây giờ mình tu á, muốn mà tất quả chứng thánh hay là để mà thành Phật á, thì cần phải có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mình chỉ cần tu tâm là được rồi, chứ cần gì mà phải học thiên kinh vạn điển, học tam tạng kinh điển làm chi. Nó đâu có liên quan dính líu gì đến cái vấn đề mà tu tập nó như là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật gì đâu. Thì người sư phụ cũng không có nói gì. Đến sáng mai á, thì người sư phụ mới kêu: thôi bây giờ lên núi để mà chặt củi với ta, vì ở thấp hết củi rồi. Khi mà hai thầy trò leo núi á, đến khi gặp một cái đám coi như là đám cây nó che ở giữa đường á, thì người sư phụ mới nói người đệ tử là: đưa cho ta con dao. Thì người đệ tử theo một cái cách lịch sự thì mới đưa con dao, nhưng mà hướng cái cán về cái người sư phụ để cho người sư phụ dễ cầm. Thì người sư phụ mới nói là: ủa, ta kêu đưa con dao mà đưa ta cái cán làm chi? Thì người đệ tử mới nói là: dạ thì đưa cái cán mới cầm con dao được. Thì lúc này người sư phụ mới nói là: cũng vậy á, cái việc học á, hay là cái việc đọc kinh đọc sách á, có thể là nó không có dính líu liên quan gì đến cái vấn đề mà chứng thánh hay là tu tập giác ngộ giải thoát gì đó, nhưng mà nó cũng giống như là cái cán dao vậy đó. Khi mà mình có cái cán á, mình sẽ dễ dàng cầm được và sử dụng cái trí tuệ để mà cắt đứt phiền não, dẹp màn vô minh và giác ngộ chứng thánh. Cho nên không thể nào mà chúng ta cầm cái con dao không mà chúng ta sử dụng được. Và nếu như chúng ta có cán á, nó sẽ dễ dàng sử dụng và hỗ trợ chúng ta trong vấn đề tu tập hơn rất là nhiều. Tuy nhiên á, trên thực tế thì rõ ràng chúng ta cũng đã từng gặp qua một vài người và họ có thể học được một vài cuốn sách hoặc là học được cũng khá nhiều. Nhưng mà chính vì cái quan niệm có thể là sai lầm, cho nên là họ không thể biến được cái việc học đó trở thành cái cam lồ để cho họ tự hưởng thụ, để cho họ có thể là chiêm nghiệm được cái sự tươi mát của Phật Pháp, hay là mang cái sự tươi mát đó đến cho những người khác, mà chỉ làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Bởi vì mỗi lần gặp họ thì là bắt bẻ đúng sai, phải trái, rồi phải tranh luận tôi đúng anh sai. Cho nên từ đó có thể là làm cho chúng ta có cái sự ác cảm về những người mà có pháp học. Chẳng hạn như trong câu chuyện mà Tích Chuyện Pháp Cú về cá vàng Binh Đô La, thì hai anh em đó, một người anh thì lớn tuổi, cho nên là nghĩ mình lớn tuổi thì thôi đi pháp hành chứ không còn thời gian để mà theo pháp học. Vì vậy mà dành 100% thời gian để mà tu tập. Thì sau một thời gian cũng chứng được quả vị A-la-hán.
Còn người em là bên Đô La, bởi vì còn trẻ cho nên nghĩ mình còn trẻ thôi thì đi theo pháp học, học một thời gian rồi sau đó hành cũng được. Thì bởi vì căn tánh rất là cao, rất là giỏi, cho nên là chỉ một thời gian sau là người em đã thông được Tam Tạng và trở thành một vị pháp sư rất là nổi tiếng và có rất là nhiều thính chúng và được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên bởi vì không có sự tu tập nên là có những cái sự sai lầm trong cái vấn đề mà suy nghĩ cũng như là hành động, và những cái vị tỳ kheo, những người bạn đồng tu khuyên thì không có nghe, thậm chí anh mình là A-la-hán ra khuyên cũng không nghe luôn, và xuyên tạc kinh điển nữa. Để làm sao mà mình chiến thắng thì thôi, không ai có thể mà bắt mình nhận lỗi hay là sai được. Và khi mạng chung á, thì vị tỳ kheo bên Đô La đó đã bị đọa xuống địa ngục, và bởi vì cái tội là xuyên tạc kinh điển, bể sai thành đúng, rồi nó trắng thành đen. Và khi mà hết kiếp địa ngục á, thì trở lên là một cái con cá vàng rất là lớn, bên ngoài rất là đẹp, tại vì đó là cái phước nhờ học Phật Pháp. Tuy nhiên á, mỗi lần mà con cá đó nó mở miệng ra thì gần như là nó hôi thối cả một vùng luôn, không ai có thể chịu được. Thì đó là cái câu chuyện mà nói về cái việc mà việc học, và cũng từ câu chuyện đó thì ở trong Tích Diện Pháp Cú cũng có khuyên là nếu như một người bước vào Phật Pháp á, nếu mà ở tuổi trẻ á, thì nên dành 2/3 thời gian để mà học, 1/3 thời gian để mà hành. Nếu mà bước vào Phật Pháp lúc mà ở tuổi trung niên á, thì 50-50, tức là 50% thời gian học, 50% thời gian hành. Còn nếu như mà khi vào Phật Pháp đã lớn tuổi rồi, đã già rồi á, thì nên là 2/3 thời gian hành và còn 1/3 thời gian để học. Tại vì dù sao cũng phải nên nghe pháp hoặc là đọc một vài cuốn sách. Tuy nhiên không cần nhiều, nhưng mà đối với người lớn tuổi á, nếu mà chúng ta có nghe pháp và đọc sách á, thì nó sẽ duy trì được cái trí nhớ của mình, làm cho mình đỡ bị hao hụt trí nhớ, đỡ bị quên. Đó là những cái lợi ích mà cái việc học. Cũng như tổ Thiện Hoa cũng có một câu, đó là tu mà không học á, thì là tu mù, học mà không tu thì là cái đại sách. Thì thực ra nếu như mà mình là cái đại sách á, thì nó cũng an toàn hơn là mình tu mù. Tại vì mình tu mù là mình không có biết gì hết, mình không biết là mình đang ở đâu, mình đang đi về đâu, và nếu như mà có gặp những cái chướng ngại gì mình không biết giải quyết như thế nào. Và nếu là cái đại mà đựng sách á, thì nó cũng đỡ hơn là cái đại mà chúng ta đựng đất cát đá xi măng hay là bùn sình này kia. Vì vậy là một người mà tu học, nếu như mà chúng ta bỏ qua pháp học á, thì đó là một cái thiếu sót. Nhưng mà nếu như chúng ta tôn sùng là tất cả á, thì đó cũng là một sai lầm. Chính vì thế á, học Phật nó cũng có rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất á, khi mà chúng ta học Phật Pháp là một người đa văn á, thì sẽ giúp chúng ta có chánh kiến. Và chánh kiến là cái chi đầu tiên trong bát chánh đạo. Khi chúng ta thấy được đúng á, thì chúng ta mới có suy nghĩ đúng, có những cái lời nói, hành động và những cái tư duy đúng được. Và cái thứ hai á, một người mà học Phật Pháp đó sẽ có cái niềm tin vào Tam Bảo rất là sâu sắc. Bởi vì cái niềm tin đó là niềm tin có cái căn cứ, và chúng ta tin thật sự vào cái trí tuệ Đức Phật, tin vào những lời Phật dạy, và những người hành theo những lời Phật dạy đó là những người tăng bảo, những người tỳ kheo chân chính, và không dễ dàng bị người khác lung lay. Và cái thứ ba á, khi mà chúng ta có pháp học á, thì trong lúc mà chúng ta thực hành, những cái vấn đề, những cái vướng mắc, những cái chướng ngại chắc chắn nó sẽ khởi lên, ai cũng sẽ bị hết. Nếu mà may mắn chúng ta có minh sư thiện hữu kế bên á, chúng ta hỏi thì sẽ chỉ và giải quyết được. Nhưng mà không phải lúc nào minh sư thiện hữu cũng ở kế bên mình 24/24 được. Có những khi chúng ta chỉ có một mình, và những cái vấn đề đó tới mà chúng ta không có biết giải quyết như thế nào hết, thì đó là một điều rất là nguy hiểm. Nhiều khi là chúng ta bỏ luôn đạo Phật luôn, hoặc là từ bỏ luôn cái pháp hành, không dám tu nữa. Và cái thứ tư đó, đó là một người mà có Phật Pháp đó, thì ít ra cho dù họ không tu nhưng mà họ cũng có thể giải thích được Phật Pháp đối với những người mới hoặc là những người khác. Họ cũng giúp được cho những người khác biết được Phật Pháp là gì, và nhiều khi là tin được vào Phật Pháp.
Giống như trong Tích Diễn Pháp Cú có rất là nhiều cái câu chuyện, cái một người thầy là Tam Tạng nhưng mà chưa đắc A-la-hán, nhưng mà có thể dạy được cho những người đệ tử là còn là 500 người, 1000 người là những người đệ tử đắc A-la-hán hết luôn. Nhưng mà có ông thầy Tam Tạng nhưng mà lại không đắc. Tuy nhiên á, sau khi mà được người đệ tử họ giúp đỡ á, thì chỉ cần trong tích tắc thôi là người ta cũng đã chứng A-la-hán rồi. Vì vậy nếu như mà một người nào mà có pháp học á, thực sự là đó là một cái nền tảng cực kỳ vững chắc để cho người ta tồn tại được trong cái đạo Phật, tồn tại được trong cái giáo pháp này, cũng như từ đó có thể là tiến xa hơn trong con đường phát triển tâm linh và trên bước đường giác ngộ giải thoát. Lời cuối cùng, do việc chia sẻ Phật pháp của con ngày hôm nay, nếu như có phát sanh những phước lành và công đức nào, con xin được chia phước đến cho sư phụ cùng với toàn thể đại chúng đều được tăng phúc tăng thọ và hưởng được quả an vui ở đời này và nhiều đời về sau. Nam mô A Di Đà Phật.